Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Honda Brio sắp ra mắt tại Việt Nam, cạnh tranh với Toyota Wigo. Honda Việt Nam cho biết sẽ đưa một mẫu xe nhỏ hoàn toàn mới ra mắt tại VMS 2018. Có khả năng đó sẽ là Honda Brio. Tại triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2018, Honda Việt Nam sẽ giới thiệu một mẫu xe cỡ nhỏ với thiết kế thể thao đột phá, bên cạnh một số mẫu xe quen thuộc như City, Jazz, HR-V, CR-V và Honda Civic. Đây là mẫu xe hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam và Honda Brio là ứng cử viên đáng trông đợi nhất. Honda Brio hội tụ đủ hai yếu tố mà Honda Việt Nam tiết lộ là xe cỡ nhỏ và thiết kế thể thao. Thế hệ mới của mẫu xe này từng xuất hiện tại Indonesia vào tháng 4 dưới dạng concept với tên gọi Small RS Concept. Đến tháng 8 năm 2018, Honda Brio 2018 chính thức ra mắt tại Indonesia với phiên bản RS thể thao. Brio nằm ở phân khúc hạng A, tương đương Kia Morning, Hyundai Grand i10 và mới đây nhất tại Việt Nam là Wigo của Toyota. Xe có kiểu dáng hatchback sử dụng động cơ 1,2 lít với công suất 90 mã lực, kết hợp hộp số tự động vô cấp hoặc là hộp số sàn 5 cấp. Trang bị an toàn có hỗ trợ phanh ABS, EBD và hai túi khí. Bên trong nội thất bản cao nhất có vô lăng thể thao, màn hình cảm ứng lớn, điều hòa tự động. Dòng xe cỡ nhỏ vẫn đang có doanh số khả quan tại các quốc gia trong khu vực như Indonesia hay Thái Lan và vẫn còn nhiều tiềm năng ở Việt Nam. Toyota cuối cùng cũng phải đưa một mẫu xe nhỏ gia nhập thị trường Việt vào năm nay. Đối thủ Nhật Bản là Honda vẫn chưa có mẫu xe nào để cạnh tranh trong phân khúc này. Do đó, nhiều khả năng mẫu xe mới sắp có mặt tại thị trường Việt Nam đó chính là Honda Brio. Toyota đã chứng minh một mẫu xe Nhật xuất hiện muộn màng nhưng vẫn có sức bán tốt. Wigo chưa đến một tuần mở bán đã tiêu thụ được 238 xe, doanh số trung bình theo ngày vượt qua cả Kia Morning và bám đuổi Grand i10. Nếu Brio được bán tại Việt Nam, mẫu xe này vẫn còn nhiều đất diễn. Brio có giá trị thương hiệu và thiết kế hiện đại ít nhất so với Wigo. Giá xe Honda Brio tại Indonesia cao nhất là 190 triệu rupee, tương đương 293 triệu đồng. Toyota Wigo tại Việt Nam có giá cao nhất là 405 triệu đồng. Một yếu tố nữa giúp cho Brio có thể được nhập về Việt Nam là mẫu xe này được lắp ráp tại Indonesia, có cơ hội hưởng thuế nhập khẩu 0%. Không ít xe mới về nước năm nay có xuất xứ từ Indonesia, ví dụ như Toyota Fortuner và Mitsubishi Spander. Lượng xe nhập khẩu từ Indonesia đang tăng trưởng rất tốt, có tuần vượt cả xe nhập từ Thái Lan. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.